sĩ, thành ra cứ lúc nào cũng ngồi cũng như thế này. Ca sĩ chưa? Nhà sĩ, nhà sĩ. Nhà sĩ. Dạ. Thành ra cứ kể cái cổ nó cứng, rồi là có nhiều khi cử động không được, mà có nhiều khi nó ù tai, xong rồi thì là có nhiều khi nó tối mắt hết cái đường này hết. Nên xong rồi là cái tay thì thường á, là nó ngủ rồi nó tê, mà khi mà ngủ lạnh á, thì là con như không có cảm giác nhiều khi được làm được trường nó tài sản và ngừng lại và bóp thì nó mới có thể cử động được, nhất là buổi sáng. Cái bệnh thứ hai nữa là khi mà ngủ lạnh á, thì tay tự nhiên nó cứ tái, nó đen như là cái nương thâm như là cái bây giờ mình không thấy vậy. Bây giờ thì không thấy, ngủ lại nó cảm thấy thấy rồi. Tôi nhìn thấy nó có cái gì. Dạ. Xong rồi cái nếu nó lại xong rồi cái tự nhiên bắt đầu từ cái con út là nó trắng hết như là cái người chết. Xong rồi từ bây giờ bắt đầu từ nó ngoái là nó thành thành cái ba ngón. Rồi con chân nhìn có bị. Con chân thì lại không bị. Để tay ra. Dạ, để cái tay. Dạ, thì cái đó là cái mà em lo nhất. Ok, bây giờ tôi giải thích cho nha sĩ nghe. Cơ thể của chị đó là thứ nhất đó, là vì cái thân nhiệt của chị nó thấp hơn bình thường. Thân nhiệt của mình thường thường là 37.5, còn chị là chắc chắn một điều là sẽ thân nhiệt là khoảng 36 độ đó, hoặc là ít hơn. Và một cái người mà thân nhiệt mà thấp như vậy thì người ta nói đó là một cái mái nhà êm ấm để tế bào ung thư có thể phát triển được. Hy vọng là nếu mà chị không gặp tôi thì trước sau gì chị cũng bị ung thư. Tại vì cái nhiệt độ thấp đó, của cơ thể thì nó gây ra cái đó. Nhưng may mắn quá gặp nhau rồi, chị không còn cái lo gì hết. Thì ở đây là những cái triệu chứng của chị toàn bộ là một cái dấu hiệu của một sự suy kiệt thôi. Và cái đường nó sưng khó, rồi đường nó cứng cổ, rồi tối ngủ được vẻ thì biết rồi. Ở đây là chị có học ban đầu không? Mới tới đầu hả? Ngày, mới tới ngày đầu tiên hả? Chị biết cái dặm gót chân của mình. Rồi, chị dặm gót chân cho tôi hằng ngày. Mỗi ngày chị dặm cho tôi là 3 lần, mỗi lần 5 phút sáng, sáng trưa chiều tối nữa. Cái thứ hai là làm gì là mỗi ngày ăn cơm thì ăn cơm từ 2 phút trước. Tại vì vậy có cái dấu hiệu suy giãn cái mặt chân nữa, cho nên khi mà chị bị chuột rút đó, hay là khi bị giọt bẻ ban đêm đó, thì đó là dấu hiệu của cái tĩnh mạch nó khi máu bị lạnh nè, nó làm co với cái mạch máu mà khi nó trở về tới cái tim thì nó bị cái giai đoạn nó xa quá, cho nên nó làm cho sưng mấy cái động mạch đó và làm cho chị bị chuột rút. Nhất là ban đêm thấy lạnh như nào thì chị bị chuột rút gì thì đấy và rất là đau đớn. Còn cái ngón chân còn ngón tay của chị đó, thì chị có nghe cái cảm giác phỏng chưa? Chưa ha, chị mới có cảm giác tê tê như tiếng bò nói gì, tức là mao mạch nó bị co lại. Thì cái hội chứng mà cái tay của chị đó thì đúng như tôi nói, trong tương lai nếu mà mình không được mà điều trị một cách tích cực đó, thì một cái điều chắc chắn như tôi nói với chị là chị sẽ tháo bỏ những khớp ngón tay, cái bàn tay vàng của chị chữa ra người ta, sau đó chữa tới bàn tay cùi. Nó là vậy đó, bị nó co mạch máu hết. Nhưng mà thực ra là tây y cái cách giải quyết không có. Ở trong mình đi không có cái đó. Nó cho thuốc mà để hoạt huyết, aspirin xong rồi. Nhưng mà cái đó là nó phá dạ dày rồi nó làm cho máu bị loãng rồi cũng các thứ. Nhưng bây giờ chỉ một thủ tục đơn giản thôi. Chị phải mua cho tôi 2 cặp đá. Một cặp đá chị trồn ngay ngay. Một chị cặp đá chị trồn cho tôi ở bụng dưới. Vì chị làm tiếp cho tôi một gai á, mà chị làm được 2 lần á, thì ngon lành. Một lần 2 giờ đồng hồ. Và năm sau chị đã về đây, mấy triệu chứng đều biết hết. Nhưng mà chưa hết đâu nha. Chị phải làm suốt đời, bởi vì cái cơ địa bẩm sinh của chị là cái thân nhiệt nó thấp rồi thì nó sẽ bị trở lại. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái nóng đó mình giữ luôn nó từ bây giờ. Và chị làm như vậy là suốt cả cuộc đời cho tới 120 tuổi thì chị đã mấy cục đá là cho tôi. Rồi khi thân nhiệt tăng lên thì chị sẽ thấy cuộc đời nó nở hoa. Nên bữa nay là tại tôi không biết tôi có giờ để tôi dạy về cái chuyện mà ma đè không.
là bóng đèn, mà những cái người mà nhiệt độ thấp như chị rất dễ bị bóng đèn. À, vì nó là vậy, nó là một cái dây chuyền, nó là phải vậy thôi. Nhưng mà chị là chị nhỏ, bây giờ chị gặp tôi là chị hết bệnh. Và tôi nói chị không cần bóng bất cứ gì hết. Chị cứ nghe là tôi một ngày chị trồng đá cho tôi 2 lần, một lần 2 giờ đồng hồ. Thì hồi qua được có trồng cái này. À, thật là giận chị đó nha. Bây giờ cái cơ thể mình là mình phải được lo. Còn con cái thì một phần nào thôi. Còn bây giờ mình phải biết chăm sóc cái mình chút xíu. Bắt đầu tối nay chị phải làm. Để tôi còn 2 ngày, ngày nay tôi còn nghe chị nói cho tôi biết kết quả chị đến đâu rồi. Và nếu mà chị không thực hành cái điều đó thì chị đi tới đây tự nhìn mặt mình. Ok. Thì bây giờ dùng lạnh cái ức chế nó lại. Cho nên là chị trồng đá nóng dùng gan là một chuyện. Chị phải mua 3-4 cục bỏ sẵn trong ngăn lạnh. Và mỗi ngày đi đi đến đây cái lạnh thì nó mau hết. Cho nên mình để cả đêm nó mới được đông lạnh vậy. Thành ra là em cho chị nằm á. Bây giờ mình ngồi là cho chị nằm, chị để đây hai gối kia hai bên cho nó gọn hết. Rồi chỉ nằm lên đó, rồi nằm hết rồi thì bỏ ra lấy cái khác gọi vô, hiểu không? Và làm như vậy là 4 cục thì tốt nhất. Thì như vậy là khi mà mình dùng cái lạnh đó, mình ức chế cái tiểu não, nó giảm đi cái hưng phấn. Khi nó ức chế lại thì nó không khỏi đâu. Nhưng mà tới một lúc nào nhiều ức chế nó lặp đi lặp lại nhiều lần nhé. Tới một lúc nào đó tự nó điều chỉnh automatic thì nó dừng hẳn, thì ok. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.